chớp ngân thù. Chào Bảo Trâm, chào quý vị, chào các bạn. Ngày hôm qua tôi được đọc tin này trên mạng, thấy tòa án có xử cái ông gì, ông ấy, Vũ Quang Thuận, ông ấy làm một cái điều rất là ngỗ nghịch. Một vụ án của ông của về một cái kênh cái mạng xã hội Trấn Hưng Việt Nam, thì Trấn Hưng nước Việt, thì đấy, ông nghe một cái tên là mình, tôi ở ngoài này, tôi nghe cái tên thì tôi biết là thằng cha này á, là nó muốn là bạo loạn. Mình chỉ nghe cái tên thôi mình biết bạo loạn, tại muốn thay đổi mà chất lưng mà làm đại khái là biểu là xã hội bây giờ là rất là lụn bại, thử ra không phải chất lưng lại. Ai là người chất lưng? Ông mới là người chất lưng, nghe lời mới ông vác cái thánh giá ra, ông kích động đồng bào, ông làm đủ thứ. Nhưng mà có một điều thế này, hôm nay khi mà phiên tòa xử xong thì tôi chỉ để ý đến được cái mỗi là những cái tội danh của về cái ông Vũ Quang Thuận. Thì thế này, trong 4 năm cái tội danh mà ông bị kết tội ấy, thì tôi để ý nhất là cái tội là ông ấy trên cái nhạc hiệu của ông có cái vẽ cái hỏa tiễn Tomahawk bắn vào lăng Bác Hồ. Thì thưa quý vị, cái hỏa tiễn Tomahawk là cái vũ khí mà hồi đó tôi có làm, tôi có dính bỏ tay vô, tôi làm ở trong cái hỏa tiễn từ năm 1981 đến năm 1984 ở San Diego. Lúc đó tôi vừa là ở San Diego, tôi có làm cái hỏa tiễn Tomahawk, tôi có biết một phần của nó. Thứ hai á là cái lăng Ba Đình, quên xin lỗi, lăng Bác Hồ. Thì tôi cũng với tôi riêng với tôi thì có một điều tôi rất là hãnh diện, là bao giờ nếu mà có dịp thì bao giờ tôi cũng nói là lần đầu tiên về đến Việt Nam, hai bố con vào hàng viếng Bác, hai bố con tôi lần đầu tiên về đến Hà Nội sắp hàng đi viếng Bác. Thì tôi nói đến cái điều, tôi nói cái tội, đến cái tội danh mà ông Vũ Quang Thuận mà ông bị cái, mấy cái tội danh mà ông bị cái tội ấy, thì tôi chỉ đi để ý, tôi chỉ đi mỗi cái tội danh đó thôi. Cái thứ nhất là với tôi á, mà ông chỉ có một cái tội danh này thôi á, mà ông bị cái tội là 8 năm tù với 5 năm quản chế, như vậy là quá quá nhẹ, tại vì ông nó mang chất nổ về Việt Nam. Ông mang chất nổ về Việt Nam, ông đang phá hủy một công trình linh thiêng của Việt Nam. Cái đó là phản bội ạ, cái đó là phá hoại ạ, cái đó là một cái đó là không có được. Mà tôi không hiểu là tại sao mà ông có thể ngu xuẩn đến mức độ như vậy. Ông ấy ngu xuẩn đến mức độ như vậy mà ông lại dám chất lưng Việt Nam thì ở đâu cũng có thằng đây này. Khi mà có tự do thì cũng một điều mà rất bao giờ cũng xảy ra là có những cái thằng ngu, những thằng điên bao giờ tự nhiên nó sẽ rất nhiều. Mỗi ở mỗi một nơi nó có một cái điên nó khác nhau. Nhưng mà cái những tôi không hiểu, mình ở người Mỹ thì họ điên thì mình hiểu chưa? Tại mình làm việc ở đây mình hiểu. Chứ có những người Việt Nam mà như ông Vũ Quang, như những cái đám người ông Vũ Quang Thuận, ông đám chức lưng nước Việt, tôi không hiểu. Tại vì đáng lẽ mà ông phải hiểu là, đáng lẽ ông phải biết là Việt Nam vừa bước ra khỏi một giai đoạn rất là khó khăn đổ nát. Việt Nam vừa bước ra một, Việt Nam ngày tôi đi là một bãi chiến trường đổ nát hoang tàn. Ông ấy không, nếu mà ông, các ông ấy không có người chết ở trong chiến tranh thì bố mẹ anh em gia đình cũng phải có chứ. Ông phải hiểu là cái Việt Nam nó đổ nát như thế nào chứ. Cái điều người Việt Nam mình cần bây giờ đó là không phải là sự phá hoại, nhưng mà cái điều của người Việt Nam mình cần từ tất cả mọi người
là những điều chung tay để xây dựng, chứ không phải là thò tay vào phá hoại. Ở Việt Nam ông làm cái chuyện phá hoại, ở Mỹ này nè, nó hòa bình hơn 200 năm, nó có quyền phá hoại, nó có quyền phá cái này, nó có quyền phá cái kia. Còn Việt Nam mình không cần cái đó, mình không cần cái đó. Ở Việt Nam này đó, cả những người nào dù già hay dù trẻ, dù trai hay dù gái, nếu mà có một cái tư tưởng hay là một lời nói hay là một hành động phá hoại, với tôi đó là một trọng tội. Tôi nghĩ cái bản án dành cho ông Vũ Quang Thuận 8 năm tù giam, 5 năm quản chế, chỉ một cái tội duy nhất thôi là phóng cái hỏa tiễn Tomahawk vào lăng Bác Hồ là như vậy là quá nhẹ, quá nhẹ. Đáng lẽ ông phải tù nhiều hơn, tại vì đó là khủng bố anh. Mà đã khủng bố như vậy đó, để tôi thưa với các quý vị, các anh, quý vị và các bạn, cái tội đó anh, mà khi mà ở bên Mỹ này, ở đến chỗ tôi nè, ở đến cái chỗ tôi làm việc, ở cái nhà tù tôi làm việc nè, nó mà bỏ vô nhà tù rồi đó là không có được vào thăm và không có được gặp bất cứ một ai. Mỹ nó kêu là incommunicado rồi, tại vì cái này là nhận nhận võ khí của thằng võ khí của nước ngoài bắn vào cơ quan công quyền. Tôi nghĩ đó là một cái điều tội như thế này họ bên xử quá nhẹ. Tôi không hiểu tại sao Việt Nam nào xử lấy nhẹ như vậy. Quá nhẹ, khủng bố đó ra. Tôi mà có thể người Việt Nam, có thể chính nhà nước Việt Nam, có thể tòa án Việt Nam họ hiểu là người Việt Nam ai đông đâu, nhưng mà thôi mình biết ngừng vậy thôi. Tôi hy vọng sau vụ án này thì những ông mà muốn nổi tiếng ở Việt Nam thì nghĩ cách khác để tìm đường nổi tiếng, đừng có đi đánh nhau với nhà nước Việt Nam để làm người nổi tiếng nữa. Cái thời đó nó qua rồi. Mấy ông ở trong nước bắt chước mấy ông ngoài này không có gì làm cả, cả ngày đánh nhau với chính phủ Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì chỉ đánh nhau bằng mồm thôi. Nhưng mà mấy ông quên được là mấy ông ấy ở Việt Nam, ông mới ở trong Việt Nam mà ông gây sự với nhà nước Việt Nam, đó là cái điều mà ngu xuẩn đầu tiên và duy nhất và to nhất. Không hiểu tại sao ông ấy vô phép, rất là vô phép. Ông phạm ông có một cái hành động vô phép đối với một cái biểu tượng của một cái niềm tin, về cái niềm tin của Việt Nam đó là Bác Hồ. Niềm tin nó không phải là chỉ riêng cho những người Việt Nam ở trong Việt Nam mà còn là cái niềm tin của riêng tôi nữa. Thì một người sống xa Việt Nam rất là lâu, từ những năm ngày Việt Nam còn chưa thống nhất năm 1975, thì tôi hiểu là Việt Nam bây giờ là một quốc gia, nó là cái sinh hoạt ở Việt Nam rất là tự do. Thì có một điều mình biết là thế này, khi mà có tự do đó thì chúng mình sẽ được nhìn thấy rất nhiều điều không đúng, vô phép, được tự do phát triển, được tự do phát triển. Chỉ có cái điều thế này này, là tất cả những cái điều gì mà nó xảy ra ở trên cái xã hội, ở trên xã hội Việt Nam mà làm cho, mà nó xúc phạm đến cái niềm tin của đại đa số Việt Nam, đại đa số người Việt Nam ở Việt Nam và ở đất Mỹ, thì hình như đều khởi đầu từ những người Thiên Chúa giáo. Và nếu mà như vậy thì đó là một điều rất là đáng tiếc, tại vì người Công giáo Việt Nam tội lỗi đã làm quá nhiều ở trên Việt Nam. Người Thiên Chúa giáo Việt Nam ít chí ra là từ năm 1945 đến bây giờ, đến năm 1945, trong 30 năm người Việt Nam chiến đấu giành độc lập để bước ra khỏi vũng bùn nô lệ và giành lại độc lập, thì quả thật là người Công giáo Việt Nam đã đứng dậy, bước ra ngược dòng
ngược dòng lịch sử đó. Thì đáng lý ra là sau khi Việt Nam nó được như vậy, nước Việt Nam đã được hoàn toàn thanh bình rồi, thì những người công giáo đó họ phải biết là họ phải biết một điều tối thiểu đó là cái tội họ đã làm. Thì điều đầu tiên đó là mình phải hiểu đó là cái tội đã làm, và điều thứ hai đó là mình phải sửa chữa lại, phải redeem, tức là phải chữa lại, phải thay đổi lại để chuộc tội, phải chuộc cái tội lại ngày xưa mình đã làm. Nhưng mà đằng này không, tôi biết không phải là toàn thể công giáo Việt Nam, nhưng mà tôi biết rõ ràng là có lãnh tụ công giáo Việt Nam chỉ định xuống quan chiên tìm đủ mọi mọi cách để làm bẩn, làm để cố gắng phá hoại cái niềm tin của cái người Việt Nam. Cái niềm tin của người công giáo đâu có ai phá hoại đâu. Và tại sao người ta lại tại sao là cái ông này ông lại phỉ nhổ lên cái niềm tin của cái người Việt Nam? Với tôi đó là cái điều mà với tôi đó là cái điều ngu xuẩn nhất. Tôi không biết nhà nước Việt Nam xử lý thế nào, mình không biết. Đó là cái chuyện xã hội Việt Nam. Nhưng mà ở đâu cũng vậy. Trong gia đình thì có bố mẹ, có ăn cơm thì phải chào, ăn cơm thì phải mời. Ở Mỹ người ta không mời, nhưng mà ở Việt Nam mình phải mời. Ở Mỹ đây vào bàn cơm tất cả mọi người tự động ăn, không có ai mời ai cả. Nhưng mà Việt Nam trước khi ăn phải mời. Cái ông đó, ông ấy nghe lời của ai mình không biết, hay là ông sinh sống, ông sinh trưởng ở trong một cái môi trường văn hóa tôn giáo thì mình hiểu là như vậy. Nhưng mà có một một điều á, chắc chắn đến bây giờ mình có thể khẳng định là người công giáo đang cố gắng làm ô uế cái tôn giáo của Việt Nam, cái tôn giáo kính trọng cái người anh hùng lịch sử, anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây này, tôi nói cho quý vị, ông không có được gây sự với chính quyền dù ở bất cứ ở đâu, ông ở đây nè, ông ở Mỹ nè, ông gây sự với chính quyền, ông sẽ hiểu là cái sức nặng của cái nhà nước, của tòa án Hoa Kỳ nó sẽ đè lên con người như thế nào. Đây thôi, cái gì nó cũng có cái lần đầu. Việt Nam mình đang mở cửa, anh cho người ta tự do ăn nói. Khi mà người ta tự do đấy, người ta nói 10 điều đó, sẽ có một cái điều sai, nó làm nhiều điều, có những điều làm rất điên. Với lại bây giờ mạng xã hội mà tất cả những nó kích động, tất cả những điều kích động trên mọi mọi nơi, từ Pháp đến Á Căn Đình, đến Chile, đến Syria, đến tất cứ thế nào đều khởi đầu trên mạng xã hội. Tôi hy vọng từ giờ trở đi nhìn cái gương này, căn bản Việt Nam mình không có được làm như vậy nữa. Việt Nam mình không cần bạo loạn nữa. Việt Nam cần một sự thông cảm, cắn răng cúi đầu xuống mà làm việc, chứ không phải là ngồi đối cãi. Việt Nam nó có quá nhiều đổ vỡ rồi. Đây là bây giờ mình nói trở lại cái tôn giáo một chút. Tôi cũng chẳng thấy ông nào sư ông mô là ông trong tôn giáo Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia đa thần. Việt Nam là một quốc gia đa thần. Không có quốc gia là không có một cái văn hóa nào mà tôn giáo được phát triển một cách tự do và rộng rãi và tự nhiên như ở Việt Nam. Căn bản là tại vì Việt Nam là một quốc gia đa thần. Ở Mỹ này là nó họ không phải là một quốc gia đa thần. Ở Mỹ này nó là một quốc gia độc thần. Họ thờ Chúa mà. Tất cả mọi người làm cái gì phải đưa tay để lên cuốn kinh thánh mà thờ. Việt Nam này không có vậy. Không có điều gì vậy. Tôi nhìn cái sự lộn xộn ở Việt Nam, chính trị ở Việt Nam. Lộn xộn xã hội chứ không phải chính trị. Những chuyện biết lộn xộn xùm ở xã hội Việt Nam. Thì tôi thấy là rõ ràng đó là những cái biến động, những cái biến loạn xã hội Việt Nam xảy ra từ đâu anh? Nó xảy ra, cái nguồn gốc ở đâu? Nó không phải xảy ra từ miếu đền.
không xảy ra từ những cái những ở trong miếu đền, ở trong nhà chùa, nhà miếu, đình đám. Nó xảy ra từ cái nhà thờ, từ ông cha ông cố. Mà cái điều đó là điều mà rất là không nên. Người Công giáo Việt Nam phải hiểu cái điều đó. Tội họ đã làm quá nhiều, bàn tay của họ đã dính quá nhiều máu. Đây là cái lúc họ phải rửa bàn tay lại cho nó sạch lại, để góp phần vào xây dựng cái nước Việt Nam, chuộc lại cái lỗi lầm. Đây này, cái điều mà chuộc lại lỗi lầm mà không phải mình nói đâu, mà ông Giáo Hoàng là bốn đời trước ông Giáo Hoàng Phaolô đã nói rồi. Cái tội của người Công giáo làm ra thì cái ba cái núi tội. Người Công giáo Việt Nam đáng lẽ ra phải nghe hiểu cái điều đó. Họ hiểu chứ. Mà không, lâu lâu cũng còn có những ông cha cũng có làm những cái điều mình thấy là chúng ta không nên. Thôi thì mình cho phép mình ngừng ở chỗ này. Mình cũng có dám nói gì hơn nữa. Cho mình ngừng đây. Dạ. Ok. Thôi hôm nay cũng một lần nữa mình rất cảm ơn Việt Vi Dân cho mình một khoảng thời gian lên đây san sẻ tâm tình về chuyện xã hội. Chuyện xã hội Việt Nam mình biết rất ít, nhưng mà mình nghĩ những cái lời san sẻ của mình rất là căn bản của một người Mỹ, người Việt Nam sống ở Mỹ rất là lâu. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Hy vọng người Việt Nam mình từ giờ trở đi bớt người điên như ông Vũ Quang Phạm. Thôi, một lần nữa chào quý vị, chào các bạn, chào tất cả mọi người. Gặp nhau ở Hà Nội. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu, trong lòng người từng đã sao.